A Di Đà Phật, đây là di ảnh của Hòa thượng Thích Thích Hân Hiền. Chắc là thầy đã tu đắc được thiên nhãn thông nên cái việc ở giữa trán được khai mở, nên cái cục thịt ở giữa trán lồi ra gần giống như là Pháp Hải Thiền Sư trong Thanh Xà Bạch Xà. Nhưng nói chung thần thông biến hóa cũng chỉ là sở đoản của những ngày tu giải thoát. Tu hành đắc đạo giải thoát, thoát ly khổ đau sanh tử luân hồi, rắc rối thị phi, nhân ngã, danh lợi tình ngũ dục lục trần, dứt trừ tham lam sân hận si mê ngã mạn, ác kiến thân kiến, hoài nghi chấp thủ vân vân, rồi trở về cực lạc quốc với Phật mới là cứu cánh viên mãn nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Người biết tin sâu nhân quả, sống thuần chay không sát sanh hại vật, ăn thịt muôn loài, biết làm lành đánh giữ, tu tâm dưỡng tánh, tu nhân tích đức, hướng thiện, biết niệm Phật mỗi ngày là phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống, hiện tiền ở cõi trần gian này sớm ngày giác ngộ, thoát khỏi sông mê, quay về bờ giác. Nam mô A Di Đà Phật.